Tú bê, cho tôi vui. Ây da, ây da. Giờ mình giả thôi rồi nè. Tú bê nè. Sẽ cho anh ấy một cơ hội. Tại vì sắp tới là mình sẽ có lập ra một cái kênh. Đó là team Kurautu. Thế cũng được. Ok. Vậy tôi đó liều bảy nhá. Sì sì. Obrigado lì. Ủa, giữ lại để tôi đó liều bảy. Sì sì. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Mati Lôi. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Lưu Lâu Cuộc Sống Châu Phi. Video hôm nay là một video rất là đặc biệt. Đó là nói về anh Emize. Đấy, anh Emize này thì cách đây khoảng 4 năm. Nếu mà những ai mà theo dõi kênh của anh em mình ấy thì sẽ biết là anh hàng xóm, gọi là anh hàng xóm anh Emize là ai. Đấy, anh Emize 4 năm rồi. Ngày trước ấy, cũng đến xin việc mình một lần, nhưng mà do là ngày xưa anh ấy xảy ra một cái vấn đề với mình, đó là mất cái lòng tin đấy, thì mình đã đuổi ra khỏi team cách đây khoảng 4 năm rồi. Thời đấy là có Matty Lôi với là phải đi Victory với gì ấy. Thì đợt vừa rồi đây thì anh ấy có xuất hiện hình như là đang làm ở đâu ấy mà người ta không cho làm nữa, rồi là không có công ăn việc làm nữa. Thì cách đây khoảng vài hôm cũng đến nhà mình để xin mình. Cách đây 2 năm là cũng đến xin anh Linh Philip ngày trước mà đang xây nhà cho Matty Lôi với gì ấy. Thì mình cũng không đồng ý. Thì hôm nay mình cũng đã gọi là sẽ cho anh ấy một cơ hội. Tại vì sắp tới là mình sẽ có lập ra một cái kênh, đó là Team Huyền Thoại Châu Phi. Đấy, Team Huyền Thoại Châu Phi này thì gồm có bao gồm là mà Matty Lôi này, Fedi này, rồi là Emize, Tony, Pudevasa, Tony, Adianu, à không phải Adianu, Antonio, rồi là Sigao. Đấy, có là nhiều những thành viên mà ngày xưa ở sườn đá, thì mình muốn là làm một kênh giải trí cho tất cả anh em đấy, để làm kênh giải trí cho mọi người xem. Thì đây là cơ hội cho anh Emize để quay trở lại, làm sao mà làm hết sức tốt nhất có thể để mình công nhận là cái lựa chọn của mình là đúng đấy, khi mà tin tưởng Emize thêm lần nữa. Và bây giờ là có bao gạo với là dầu ăn, thì mình đến thăm Emize và cũng như là sẽ nói về cho anh ấy, tạo cho anh ấy một cơ hội để quay trở lại làm việc. Ở Emize thì là cũng là gốc quê ở bản La Phèo nha mọi người. Đấy, bản La Phèo này từ lúc bác trưởng thôn mất ấy, thì mình thấy tất cả mọi người cũng kiểu rất là buồn đấy, không còn những cái tiếng cười vui vẻ như ngày xưa khi đến đây nữa. Đấy, thì mình cảm thấy là rất là trầm. Ok, bây giờ là on đi, Emize fica on đi. Emize fica cùng kênh. Cùng bạn này là Ele nó tên cái gì? À, Emize là hiện tại là không chưa có nhà. Đấy, đang ở nhờ nhà chị đấy. Thì bây giờ lên đây để xem như nào. Sao lại hình như là nhà ở trên chỗ bảy màu Setika ra. Setika. Fica dentro. Fica dentro Setika ra. À, tên này Madi. Hả? Tên là Madi. Ồ, hình như là thấy Matty Lôi bảo là trong 6-7 cái nhà mà ngày xưa mình xây cho bản nông nghiệp ấy, thì có một chị là chị gái của em Emize. Đấy. Ok, bây giờ lên để xem và thăm Emize trước đã nhé. Và cũng như là để xem cái cuộc sống của anh ấy sau 4 năm rời khỏi team châu Phi thì bây giờ như thế nào. Này, con đường vậy là chuồng lợn với gì? Ủa, lợn ai? Lợn đẻ này.
lên đè rồi mọi người, lên đè rồi. Lần này là bàn giao lại cho bản dân bản ở đây nuôi. Thúc bê. À, đây à, tất cả mọi người ở đây thì mọi người quen thuộc hết rồi. Bạn này là bản chính làm nông nghiệp rồi, không nói nữa. Mùa này thì ngô thu hoạch hết rồi nha mọi người. Mùa khô chuẩn bị đến rồi. Mùa khô chuẩn bị đến rồi nên là bây giờ không biết là dân làm cái gì đây. Bây giờ có lương thực mùa mưa này. Tụi bê, cho tôi. Đây là mua tem bùi á. À đây này, ngô này mọi người này. Là người dân mùa mưa thì sẽ trồng. Trồng mùa khô phơi. Dự trữ lương thực ăn tầm 6 tháng. Mùa khô không có mưa. Đến mùa mưa này quay lại làm ngô tiếp. Đấy, cứ quay quần quay năm suốt tháng như thế. Mùa khô này đúng thật là không làm gì được. Ê Bao Lô. Bao Lô lâu ngày nhỉ? Ê giờ giờ mạnh dạn hơn rồi đấy. Chú bay đấy. Giờ thấy đen hơn rồi. Bao Lô em của phải đi. Phải đi cũng ở đây, à hôm nay chủ nhật phải đi cũng ở đây. Đây anh em mới ra đây. Tú bay. Đây. Đây. Ok. Đây là Emize. Y mà. Ai ấy là chị này. Chị này là chị của Emize. Ồ. Ai ấy là mà? Mana? À, cái mana. À. Cái mana. À thế thì toàn người quen chứ có đâu xa đâu. Đấy, stay cả rồi. Đa mana nhá, mana. Wait. Si đùa Emize á. À. Ok. Đây cần đây á. Phi lưu. Phi là. À yeah, con gái này, con gái của anh Emize. Đấy. Đúng à? Dos. Đâu ăn này? Otro la mama. Ai. Mua bao nhiêu đi? Lao đi. Sau là cái gì bay không bố? À. Vừa cách đây khoảng 40 cây. Đây, để lấy ghế ngồi nói chuyện với anh Emize tí. Sao lại không để Emize ngồi mà cứ ngồi đây làm gì? Thôi, ngồi xuống nói chuyện. Đây, ở đây là anh Emize. Emize này thì ngày xưa mọi người nếu mà làm kênh ấy, ngày xưa 4 năm rồi, cũng 4 năm rồi, thì mọi người sẽ biết anh Emize hàng xóm. Anh Emize hàng xóm này là làm cùng với đợt của Domingo. Đấy, ở xưởng đá hình như chưa có anh này đâu. Você ainda não trabalhou para Fabrica de Lunao, né? Ele não, né? Eu já. À, vẫn. Já. À, đúng rồi, vẫn làm ở xưởng đá. Ôi trời, lâu quên mọi người nhá. À, đúng rồi, vẫn làm ở xưởng đá. Sau một thời gian cũng xuống đây, à, cũng đi với mình khắp nơi để làm. Đấy, cũng xảy ra một số việc như ngày xưa. Thì bây giờ nói chung là cũng thoải mái rồi. Mình cũng muốn tạo một cơ hội cho anh Emize. Đấy. Tao bảo qua là nó su tay ông group bu de antigu si tu bu e sigao toni antonio pata você Emize mai matiloi si de que antigu si então agora vou ajudar a vai trabalhar si si vai ficar bem já si si. Vai que eu entro lá do bem. Depois tem vai ver o Matilo e Feli. Sim. Muito tempo ele trabalha, agora já tem casa. Sim. Já tem moto, já tem tudo. Sim. Vai ver? Sim. Então agora vai pensar, trabalha bem. Sim. Depois vou ajudar você. Sim. Já? Sim.
Đấy, thì anh em mình ra này thực chất là cũng rất là tồi. Đấy, rất là tồi. Thế cái... Dạ... Phôi... Quatro anos, né? Quatro? É, quatro anos. Quatro anos. Então, quatro anos, tá ficando onde? Eu? É. Eu comecei lá no Saúl, lá. Yeah, saí de lá pra vir aqui. Só procurar trabalho. Aí? Só procurar. Só procurar trabalho? Sim, só procurar trabalho. Agora não encontrei, agora fica aqui, mana. Ah. Aí, trong 4 năm thì cứ... làm việc xong khắp nơi đấy, cũng đi làm cái này làm cái kia, nhưng cũng không có công ăn việc làm ổn định được đấy. Ở bên này thì bằng cấp không có, với học thức không có, là chỉ thế thôi nha mọi người, chứ không có hơn đâu. Cứ ngày này làm được vài tháng sẽ di chuyển sang nghề khác đấy, bốc vác rồi là xây dựng các kiểu, nói chung là cũng rất là khổ. Nhưng mà thôi, bây giờ mình quyết định rồi. À, sắp tới là có một cái kênh sẽ liên quan đến rất là nhiều anh em ngày xưa. Đấy, như lúc nãy mình liệt kê tên ấy, để làm một kênh giải trí. Và cũng như là tạo một cơ hội cho anh em Mize để quay trở lại tiếp tục làm việc với team. Và cũng như là sẽ làm sao cố gắng đấy, trong vòng một năm, khoảng năm rưỡi gì đấy, mua đất, rồi là xây nhà, rồi là mua xe các cái kiểu, cũng như anh Matilo với gì đấy, sẽ có một cuộc sống tốt hơn đấy. Mình cũng vừa nói với anh rồi đấy, cứ làm việc tốt sau sẽ được đền đáp từ mình đấy. Ok, então agora amanhã vai vila nhá. Sim, sim. Lugar casa vai trabalhar do Mila. Tá bem, tá bem. Vou lugar uma casa lá. Sim. Rồi em Mize anh Sigal, Sigal với Tony là mà mới là ba anh mới gặp được mặt của ba anh thôi. Chắc là ngày mai ngày kia đi thì mình sẽ đến xem cái cuộc sống hiện tại của anh Tony rồi là anh Sigal xem như thế nào. Thì tất cả các anh em team ngày xưa ấy, team xưởng đá ấy, thì cũng ở một số là ở Huambu đây này, Huambu ở huyện nhá, trong cái tỉnh Huambu cả, nhưng mà nó lại ở huyện, như ở đây là huyện Bái Luân Đù, còn Tony với Sigao ấy là ở Ekuinya, là huyện Ekuinya cũng thuộc cái tỉnh Huambu này đấy. Không có ai, chỉ có mỗi Lindo là ở Luangu thôi đấy. Thì sắp tới Lindo cũng sẽ về nữa. Ok. Đâu mà cô là vai phải cái bệnh. À bao nhiêu vai vi là? Sì sì. Bố để cháy rồi chứ. Nó đuối miên này. Vai vi là đuối miên. Cái giờ phải đi. Cái giờ phải đi. Phải đi lên mua rẻ. Đi đuối mua mua rẻ. Hả? Eu onde já dá de aí na casa dele, onde? Ah, é? Ah. Ok. Thế thì Rumi ainda fica lá no Ferdi, depois vai procurar outro. Tá bem, tá bem. Ah, thế cũng được. Ok. Já. Ah, já. Vai trabalhar bem, já? Sim, sim. Obrigado, Rumi. Boa, ajuda aí, trabalhar bem. Sim, sim. Đây là con của em Mize. Em Mize thì hai đứa, một đứa ở với mẹ là ở cách đây khoảng 40 cây, một đứa ở với bố là ở với chị gái. Hiện tại là em Mize xuống đây để đang kiếm việc, cũng ngỏ lời với mình rất là nhiều lần rồi. Đấy, đợt mọi người xem cái công trình, làm cái công trình của mấy anh em, bốn anh em phải đi với là Matilo với Victory với gì ấy. Đấy, thì thực chất là đợt đấy là anh Linh bảo là em Mize đến công trình xin làm, vào trong team làm. Mình nghĩ là thôi, ngày xưa thì cũng kiểu là tiền thì có vẫn có cái câu mình hay nói, tiền thì kiếm lại được, nhưng cái lòng tin thì nó khó đấy. Nhưng mà mình vẫn cho một cơ hội nữa để anh này phát triển làm sao mà tốt nhất có thể sắp tới. Ok thôi. Vâng. Ya, fica bem, ya. Tá bem, tá bem. Então, trabalho com nós, tá bem, tá bem. Ok, ok.
Và bây giờ là à, chỉ ấy à, ý ai là man à? Ok, đu á đi à, là ra đu không đi? Đó là. À, đó là. Vicky. Ở đây bản là Fail. Mọi người cũng biết rồi. Ồ, ô chứ nó làm bê bà đủ. Không có tiền. Không có tiền à? Hôm nay không say à? Ê, ôi chứ phí cái bê nhá, bún đi tu. Quan tu bê bà đủ. Cabeza. Ta mà lì. Hả? Ờ, kênh nó bê 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 bê. Bê xô. Máy bông. Ờ, ta ghi. Ta bông. Dạ, để bơi phân mới lại nhá. Dạ, đấy, mới nói có ăn việc làm cho Hè Mì Dê thôi mà tất cả mọi người ở đây rất là vui, rất là vui. Đấy, mong rằng là sắp tới sẽ Hè Mì Dê không làm mình thất vọng. Đấy, và mình đang có lên kế hoạch rất là lớn. Đấy, cái năm này sẽ làm rất là nhiều thứ. Đấy, việc kinh doanh thì có Tâm bây là Nhật Dì Lệ với anh Hoàng đứng ra làm rồi. Thì bây giờ là mình sẽ tập trung làm về content YouTube để phát triển ở bên này. Với là có nhiều kinh của anh em nữa, muốn càng ngày càng lớn mạnh lên. Đấy, tại vì về content của YouTube ấy thì mình nghĩ khoảng 2 năm nay, 3 năm nay, 2 năm nay đi, gần 2 năm rồi. Đấy, cứ tập trung vào kinh doanh nhiều quá, với là những cái content của mình ấy thì nó lại không đặc sắc. Đấy, vì thế sắp tới sẽ tạo hết cơ hội cho anh em team ngày xưa, và cũng như là mình muốn nhân tiện cái cơ hội này đền đáp cho anh em mỗi người một căn nhà. Đấy, rồi là sau xe máy các anh sẽ tích góp cho các anh mua, cũng như kiểu phải đi với gì. Với lại nữa, bây giờ tầm 10 anh đi, 10 anh đi theo mình, bây giờ được 4 đến 5 anh, 5 anh đi cả bản xoa đó. 5 anh là có nhà có xe, còn 5 anh là đang đi khắp nơi tìm công ăn việc làm, nhà cửa thì lồm xồm. Đấy, xe cỏ thì không có, vợ con thì người này ở đây, người kia, người khác ở đầu kia. Đấy, nói chung là bây giờ đây là cũng là cơ hội của mình để giúp mình cũng đền đáp cho mấy anh em còn lại, team ngày xưa, team huyền thoại, một cái nhà, cái xe. Đấy, tại vì ban đầu mình nghĩ khi mà người ta đã tham gia vào cái công việc của mình ban đầu rồi, đến cái ban đầu ấy thì chưa có cái gì cả, thì hiện tại đến bây giờ nói chung là cũng không phải là lớn, cũng có công lao của tất cả các anh em ở trường đá ngày xưa đã giúp mình từ ban đầu đến hiện tại bây giờ mà không có mấy anh thì cũng ai nấy. Đấy, thì bây giờ đây là cơ hội của mình và cũng như là cơ hội của các anh, hai bên sẽ cố gắng làm sao để phát triển được cái ngành nghề này. Mình thì phát triển được cái ngành nghề này, còn các anh thì sẽ phát triển được công việc và cũng như là xây nhà, kiếm xe cổ đi lại. Đấy, đó là mục đích của mình sắp tới. Thì mong mọi người theo dõi và ủng hộ các anh em. Mình biết rằng có rất nhiều người sẽ không thích bản MZ này, nhưng mà mình nghĩ là thôi, cứ tạo cho người ta một cơ hội đi, để cho người ta trong cái thời gian này với thời gian sắp tới thì mọi người cứ theo dõi em MZ. Đấy, để em ấy xem em ấy có phát triển được cái bản thân của mình không, hay là vẫn là như ngày xưa. Đấy, ai thì cũng sẽ mắc sai lầm thôi, nhưng mà mình nhìn nhận người ta và giúp đỡ người ta nhiều hơn thì chắc chắn là người ta sẽ càng sai càng giúp đỡ.
đấy thì người ta sẽ cảm kích và cũng như là người ta sẽ cố gắng nhiều hơn đấy, càng sai càng giúp. Ok, bây giờ là anh em sẽ di chuyển về nhà, trời cũng sắp mưa rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi, và cũng như là sắp tới là có kênh Team Huyền Thoại Châu Phi đấy. Ok, chào các bạn. Chào các bạn. Ok đấy, như Matty Lôi bây giờ là sướng rồi, có con biết nói tiếng Việt, có Lôi con cứu cha Lôi mấy lần rồi đấy, mấy lần uống bia rượu say mất ngưỡng. Bên này thực chất là cái bia rượu ấy mọi người, người ta như kiểu ăn vào máu ấy đấy, không uống không chịu được. Đây là mình cấm kỵ nhiều đấy, còn những người khác ui giời ơi, đi ra sáng sớm là mùi rượu nặc rồi. Đây anh em làm với mình cấm kỵ là trong cái thời gian mà đang làm việc thì không nên uống đấy. Tiểu lượng của anh em bên châu Phi ấy, uống bia rượu ấy thì nó rất là kém, không phải như Việt Nam đâu, cứ uống một chai thôi là say hết ngưỡng rồi. Như Việt Nam mình là cứ ngồi rai bao nhiêu cũng được đấy, say thì chắc chắn là say, nhưng mà lại uống rai. Bên này cứ uống một tí là say rồi, thôi về thôi.